Các quan niệm về sức khỏe ai cũng nói nhưng bạn không nên tin. Giữ cho mình một sức khỏe tốt là một việc vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Thế nhưng hiện nay có rất nhiều phương pháp, bí kíp khác nhau được truyền miệng mà không có cơ sở khoa học. Điều này có thể dẫn tới việc chăm sóc sức khỏe không hiệu quả, thậm chí có tác dụng ngược. Mọi người hãy tránh xa những bí kíp này, bạn sẽ luôn có một sức khỏe tốt. 1. Càng uống nhiều sữa càng tốt. Sữa bổ sung vitamin D và canxi rất tốt cho sự phát triển của xương. Nhưng có một nghịch lý, chính những nguyên liệu này trong sữa gây ra tỷ lệ loãng xương ở hông rất cao. Theo một nghiên cứu của American Society for Bone and Mineral Research. Ngoài ra, một nhóm nghiên cứu người Thụy Điển, đứng đầu là K. Michelson, còn chứng minh rằng uống quá nhiều sữa sẽ làm giảm tuổi thọ, đặc biệt ở nữ giới. 2. Bơi sau khi ăn dễ bị chuột rút. Thời gian để bạn tiêu hóa thức ăn khi đi bơi cũng như bình thường chứ không gây có thắt dạ dày như nhiều người lầm tưởng. Hiện tượng chuột rút có thể xảy ra trong khi bơi xong hoàn toàn không có mối liên hệ nào với dạ dày. 3. Bị cảm cúm là do không mặc đủ ấm. Cảm cúm là do virus gây nên và có thể mắc vào tất cả các mùa. Tuy nhiên, thời tiết khô và lạnh tạo điều kiện cho virus sinh sôi và phát triển. Vì thế, nhiều người bị cảm tưởng đó là do không mặc ấm khi trời lạnh. 4. Sử dụng càng nhiều vitamin sẽ càng có lợi. Việc sử dụng nhiều vitamin chỉ tốt khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe. Khi bạn mắc bệnh, cơ thể sẽ cần một số lượng lớn vitamin để có thể bù đắp những chất quan trọng đã bị mất. Trong điều kiện bình thường, việc quá lạm dụng vitamin sẽ gây nguy hại cho cơ thể bạn, thậm chí dẫn đến bệnh ung thư. 5. Nuốt kẹo cao su sẽ bị dính ruột. Chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên tin vào câu chuyện nuốt kẹo cao su sẽ bị dính ruột. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh, kẹo cao su bị nuốt sẽ được tiêu hóa như những đồ ăn bình thường. 6. Quy tắc 5 giây. Nhiều người nghĩ rằng đồ ăn bị rơi xuống đất nếu nhặt lên trước 5 giây thì vẫn có thể ăn được. Nhưng ít ai biết, với một số loại đồ ăn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào trong 1/1000 giây. 7. Ăn sữa chua liên tục giúp cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. Ngày nay có nhiều loại sữa chua được quảng cáo có chứa các lợi khuẩn tốt cho đường ruột. Song thực chất, lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa vẫn hoạt động tốt mà không cần ăn sữa chua liên tục để bổ sung. 8. Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ làm bạn luôn khỏe mạnh quanh năm. Trong mỗi quả táo có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ. Điều này khiến nhiều người cho rằng khi ăn kiêng, mỗi bữa chỉ cần ăn một quả táo là đủ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng, táo không thể thay thế bữa ăn chính và dù ăn kiêng cũng cần bổ sung các chất cần thiết khác, đặc biệt là protein. 9. Ốm thì không được ăn kem. Khi bạn nói với bố mẹ rằng mình muốn ăn kem trong khi đang ốm, chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng có một điều bất ngờ rằng trong trường hợp này, câu dĩ độc trị độc lại có thể áp dụng đúng đắn. Rất ít người biết rằng đồ ăn lạnh có thể làm dịu đi những cơn đau họng và có thể cung cấp năng lượng nếu bạn không thể ăn cơm. 10. Bẻ khục ngón tay, chân gây ra chứng viêm khớp. Nghe thoáng qua thì điều này nghe cũng có lý. Bẻ các khớp ngón tay sẽ gây ra một số tác động lên các khớp, nhưng thực sự chừng đó cũng không đủ để gây viêm. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tỷ lệ bị viêm khớp của người bẻ khớp ngón tay hay không bẻ khớp ngón tay là như nhau. Những thói quen tưởng tốt nhưng hại sức khỏe. 1. Vệ sinh thường xuyên bằng hóa chất tẩy rửa. Bạn có thói quen cọ rửa sàn nhà, lau dọn đồ đạc mỗi ngày bằng hóa chất tẩy rửa, điều này không tốt cho sức khỏe của bạn lâu dài. Các hóa chất vệ sinh nhà tắm, nhà bếp thường có chứa nhiều chất benzin, polyethylene hay sodium hypochlorite, rất hại nếu sử dụng thường xuyên với hàm lượng cao. Bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa nhẹ hơn, ít tác dụng như washing soda, chanh hoặc giấm để thay thế. Nếu bạn có thói quen rửa tay xà phòng, gel khô bất kỳ lúc nào khi tiếp xúc với bất kỳ vật gì, bạn cũng nên hạn chế.
trừ khi bạn đang làm việc trong môi trường đặc biệt đòi hỏi sự tiệt trùng cao như bệnh viện, phòng nghiên cứu. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng chất khử trùng chứa triclosan có thể thúc đẩy vi khuẩn và kháng thuốc kháng sinh. 2. Đánh răng sau mỗi bữa ăn. Đây có vẻ là thói quen tốt để giữ răng khỏe mạnh, nhưng thực ra không phải vậy. Ngay sau khi bạn ăn, axit sẽ ngấm vào lớp men răng. Việc chải răng sai thời điểm, đặc biệt là trong vòng 20 phút sau bữa ăn, sẽ đẩy axit thấm sâu hơn vào răng, làm mòn men và ngà răng nhanh hơn so với quá trình tự nhiên. Để lấy thức ăn dính lại trên răng, bạn chỉ nên súc miệng với nước, dùng chỉ nha khoa và đánh răng vào buổi sáng, ban đêm. Khi dùng bàn chải, nên đánh theo chuyển động tròn. Điều này sẽ loại bỏ các vi khuẩn có hại giữa nướu và răng. Đánh qua lại lên xuống có thể để lại các vi khuẩn có hại, gây bệnh nướu răng. 3. Nhịn đói để ăn bữa sau ngon hơn. Phụ nữ có thói quen bỏ bữa để giảm béo, tiết kiệm chi phí hoặc để có cảm giác ngon miệng trong bữa ăn sau. Đây không phải là vấn đề lớn, miễn là bạn biết cách phân bổ năng lượng một cách hợp lý. Nếu không ăn sáng hoặc ăn trưa, bạn bị cảm giác thèm ăn, dẫn tới hiện tượng ăn quá nhiều sau đó. Một cách giải quyết thông minh hơn là dùng đồ ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng và chia thành những bữa nhỏ. Khi không ăn sáng, cơ thể bạn sẽ huy động toàn bộ chất dự trữ từ hôm trước, dẫn tới mệt mỏi, dạ dày thêm rỗng, dịch vị được tiết ra không được trung hòa nên hay gây viêm loét. 4. Chỉ uống nước đóng chai. Bạn nghĩ rằng đây là cách dùng nước an toàn nhất, nhưng không hoàn toàn như vậy. Nước đóng chai không chứa fluorua, dẫn tới việc thiếu hụt fluoride, khiến bạn bị sâu răng. Chưa kể đến việc, có thể những chai đựng nước không được tái chế, sử dụng lại nhiều lần không đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng. 5. Bổ sung thuốc dinh dưỡng. Nhiều người thấy cơ thể mệt mỏi và dùng các thuốc bổ sung dinh dưỡng mà không thực sự hiểu về tác dụng của nó. Ví dụ vitamin A liều cao gây độc cho thai nhi, vitamin C dùng với số lượng lớn gây ra các vấn đề về tiêu hóa, phản ứng với thuốc chống đái tháo đường. Còn dùng quá nhiều vitamin B6 gây tổn thương thần kinh. Thay vì uống thuốc bổ vô độ, bạn nên ăn nhiều thực phẩm có chứa các chất dinh dưỡng tự nhiên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo, giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn và chữa bệnh, các bạn phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Cuối cùng nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé.